cũng thỉnh mời châu năm suối lần nè, ai lên sông Hoa suối lần châu năm à. Sơn châu thổ ngắm cảnh rừng thác nghi đổ suối reo, giờ trang tích nghi cổ đế chiều. Công chúa châu đẹp mỹ kiều đoan trang, nét đoan trang mẹ dương mê ngọc đúc, đôi mày ngài lửa huyết vâng trắng châm cài soi nước suối lần. Trông lên cánh nhạn bay chập chờn, quốc kêu gọi cảnh chiều hôm. Cửa rừng suối lần
trầu thương dân canh khuya biết hiện áo tràng xanh thêu lượn lét hoa nửa đêm và gáy cánh ta. Dùng dinh đầu con đi.
sấm sương cuốc nước yêu gợi cây trường hồ. Đúng nương vốn dòng lệnh tông nhi sinh dề đi thương ngà. Hữu lũng giang là tương cát đi xin đi tư ngàn dấu ơi là đôi số tiền vâng nghi lệnh ghi lời. Chúa tiên vâng lệnh nghe lời đã trong bể ngọc xuống ngồi bàn loan đêm mây xuống trần gian báo mộng trần thị hương tâm đông bào thai mùa thu chín tháng lẻ mười. Cho tới tuần là chín tháng lẻ mười mế sinh ra chầu lục giữa mùng mười tháng năm vui thu nguyên vui mừng hớn hở xóm nàng đều mừng rỡ xiết mi bao mấy hay hữu ý sở cầu. Để đặt tên sầu là mê đồng cúc nương gương trời sáng có vì già sao khéo vần vơ sao vô tình ép uống duyên tơ trải bấy lâu thì
thiên đình sai xuống 19 thu, muốn cưỡng nhân duyên vậy lên chờ gót châu về tiên. Châu thiết hành, châu lục về cư cảnh chín tư nhạc đằng. Khuya sớm phùng thờ 30 mùng 1, 14 hôm rằm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dương nghĩa tốt người khăn làm đại thất tính người. Đoan trang ai mà dám đỏ, chầu anh linh đã có tiếng vang, thùng dùng cợt khách đi qua.